Ít nhất là một người chết và một người khác đã bị thương trong một vụ nổ súng trường học. Tiếp theo, lễ tốt nghiệp ra trường ở thành phố Johnborough của tiểu bang Georgia, theo lời các viên chức cho hay. Những tiếng súng đã vang rền sau một trận cãi nhau nổ ra tại một bãi đậu xe gần trung tâm Glen County School Reforming Arts Center, theo lời đại diện sở cảnh sát quận hạt Glen cho hay. Bãi đậu xe này cung ứng thêm cho nhiều chỗ cho xe đậu của những người tham dự lễ tốt nghiệp của trường Perry Learning Center, một trường chuyên dạy nghề cho học sinh để họ có thể có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Latrell Wesley, một thân nhân gia đình tham dự lễ tốt nghiệp, cho phóng viên FOS 5 Atlanta hay là mọi người nháo nhào va vào nhau. Ai cũng chạy tán loạn sau tiếng súng nổ, mũ nón và áo tràng vứt tứ tung khắp nơi. Tuy buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trong khuôn viên trường trung học Mount Zion High School, các viên chức cho hay buổi lễ không phải dành cho học sinh trường này. Theo cảnh sát cho hay thì con số nghi can dính líu vào vụ nổ súng không rõ bao nhiêu. Trong một cuộc họp báo, đại diện cảnh sát cho biết người bị bắn đã được chở đến nhà thương cấp cứu và các cuộc điều tra được đang tiến hành. Thành phố Jonesboro nằm cách thành phố Atlanta khoảng 20 dặm về hướng nam. Kính thưa quý vị, câu chuyện được một người phụ nữ Việt ở Mỹ chia sẻ với cộng đồng mạng có thể là lời cảnh báo cho những người khác. Hai vợ chồng em lấy nhau rất sớm. Cả hai đứa lúc ấy chỉ mới 18 tuổi, tụi em lại có con ngay. Nên giờ này hai con em đã lớn mà tụi em lại còn quá trẻ. Nói là tụi em quá trẻ chứ thật ra là chồng em trông trẻ hơn em nhiều lắm. Anh ấy chỉ mới 38 tuổi, ra đường nói chưa vợ có khối người tin. Ngay cả khi con gái em đi với bố, còn có người lầm là bạn trai của nó. Nhiều bạn bè em khuyến cáo là phải canh chừng ảnh, nhưng em nghĩ là vợ chồng là duyên số, cái gì của mình là của mình. Đến nay thì em mới ngộ ra, suy nghĩ trên của em chỉ là do em tự tin quá, cái loại tự tin tếu đó mà. Tức là em chưa hề thấy quan tài nên không biết đổ nước mắt là gì. Hai vợ chồng em cứ mỗi 2 năm lại về Việt Nam thăm hai bên nội ngoại. Chuyến rồi vì bận, em để cho chồng đi một mình, vậy là có biến ngay. Sau đó đứa em gái gọi qua báo cho em biết chồng em có vợ bé, một cô làm ở tiệm cắt tóc dưới Cần Thơ. Cô ấy vừa mới sinh thằng con trai, em nghe mà bủn rủn tay chân. Em còn nghe là cô ta bồng con đến nhà mẹ chồng em và được bà tiếp đón một cách nồng hậu. Từ chuyện này em mới bắt đầu coi lại nhà bong, lục lọi trong xe, túi áo vân vân. Hóa ra lâu nay chồng em gửi về 400 USD hàng tháng cho mẹ con cô ta. Ngoài ra thường xuyên đến mấy chỗ gửi hàng để gửi tã lót, sữa, vân vân. Hèn chi mà em vẫn thấy anh ấy đem sữa về nhà, đóng thùng. Anh ấy nói là mẹ bệnh nên hàng tháng phải gửi sữa về. Em thật là ngu dốt để người ta lừa trước mũi mà không biết. Trong khi bản thân lo tằn tiện từng đồng, từng xu, em đi làm mà chỉ có hai cái quần jean, mua giống y chang nhau, để đồng nghiệp không biết là mình chỉ có hai cái quần đi làm. Có nhiều hôm weekend muốn không nấu nướng, vợ chồng con cái đi ăn ngoài, nhưng tính toán lại thấy hao tốn. Vậy là dè e lưng ra nấu, nhà không dám tại máy rửa chén vì sợ hao nước, hao điện. Em thì thường dậy sớm để làm công việc nhà trước khi đi làm. Thế mà nhà lạnh cóng cũng chỉ co ro chịu chứ không dám mở máy hít, sợ tốn điện. Em ngu quá, tiền em tiết kiệm là để chồng gửi về Việt Nam nuôi con riêng. Thực sự là người mà em tức nhất trong chuyện này là bà mẹ chồng của em. Tại sao bà có thể tiếp đón cô kia trong khi em vẫn còn là con dâu của bà? Em vẫn là mẹ hai đứa cháu ngoan của bà. Hay là bà nghĩ em không sinh được con trai mà cô kia thì đã sinh ra một cháu đít tôn cho bà? Em nghĩ là nên để mình có bầu không? Em vẫn có thể vì em chỉ mới 38 tuổi, khỏe mạnh. Em có nên dùng đứa con để lấy lại chồng không? Em có nên gặp mẹ chồng để nói lên nỗi bất bình của mình không? Em chưa nói gì với chồng em cả, và hình như là chồng em chưa biết là em đã rõ mọi chuyện.
Giữ một chuyện như thế trong lòng, nó khiến em già đi từng ngày. Mọi rắc rối của Henry Lim bắt đầu mỗi lần anh chuẩn bị về Việt Nam. Xin visa của chính phủ là chuyện để dễ dàng, xin được sự cho phép của vợ mới là chuyện rất là khó khăn. Vợ tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi lần tôi về nước. Lim, giáo viên môn triết ở San Jose City College ở California, cho biết mỗi năm anh về Việt Nam 2 lần để dạy học. Tôi toàn để đến sát lúc đi mới nói. Thời gian cô ấy càng biết lâu thì càng phải chịu đựng nhiều. 36 năm sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Việt Nam mở rộng cửa chào đón người Việt ở nước ngoài về nước. Tuy nhiên, một cuộc nội chiến đang ngấm ngầm giữa những phụ nữ ở hải ngoại với chồng và bạn trai của họ. Những người muốn về Việt Nam chơi hoặc làm ăn, các bà, các cô lo rằng ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ. Các cô ở Việt Nam rất dạn dĩ, họ sẽ nhảy vào chồng của chúng tôi. Hà Tiên, 38 tuổi, sở hữu công ty kế toán ở thành phố San Jose, bang California, đã bình luận. Vài năm trước, bạn trai bỏ cô vì kết một cô gái ở trong nước. Căng thẳng về vấn đề này phổ biến trong cộng đồng người Việt đến mức mà các nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ cũng đưa nó vào show của họ. Chủ đề này cũng được phụ nữ ở Việt, ở hải ngoại quan tâm rất nhiều. Tin chia sẻ, bất cứ anh đàn ông nào về Việt Nam thăm họ hàng đều bị nghĩ rằng họ chơi bời với các cô gái trẻ hấp dẫn ở nông thôn. Ở vùng Silicon Valley này, ai cũng biết những câu chuyện đó, Tiên nói như vậy. Hiếu Nhàn, chủ một quán bar ở trung tâm thành phố Sài Gòn, cho biết là phụ nữ gốc Việt ở nước ngoài có lý do để lo lắng. Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp. Cô nói rằng nhân viên trong bar của anh ăn mặc siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng. Họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục. Các cô này cũng không ngại yêu đương người nước ngoài dù là qua đường hay là nghiêm túc. Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ. Ở Việt Nam chuyện này đã thay đổi. Bây giờ cọc đi tìm châu. Một chuyên gia công nghệ gốc Việt ở Silicon Valley cũng có chung ý kiến là anh không dám tiết lộ tên thật vì sợ rằng không bao giờ được cấp visa của vợ. Tôi bị tán tỉnh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ngay cả ở khách sạn khi nhận phòng. Tôi không thể nào ở lại Việt Nam quá 10 ngày, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối, anh nói như vậy. Để được sự cho phép của vợ hoặc là bạn gái, các anh phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt. Peter Nguyễn ở San Jose nói, bạn anh từng ở quá 2 tuần theo thời hạn của bạn gái. Khi trở lại, đồ đạc của anh ấy bị vứt ra ngoài đường. Ở đây vui quá, có quá nhiều cám dỗ. Nguyên nói như vậy, những anh trên 50 tuổi cũng có thể cặp kè với các cô ngoài 20, trông không khác gì người mẫu, chẳng ai dạy gì mà bỏ qua. Tính hay bông đùa trong văn hóa Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài khó cưỡng nổi. Việt Nam có nét duyên mà Singapore, Trung Quốc hay Mỹ không có được. Trung Hoàng Trương cũng làm ở trường cao đẳng San Francisco cho biết, nếu tán tỉnh một cô gái ở Việt Nam, họ sẽ cười và đáp lại. Nhiều cô gái thích Việt Kiều, cụm từ dùng chỉ người Việt ở nước ngoài và người ngoại quốc vì nhiều lý do. Trong đó, tiền là lý do đầu tiên. Họ có nhiều tiền hơn. Nguyên Lê chia sẻ là sở hữu một quán cà phê vỉa hè ở thành phố. Anh cho biết là họ biết thông cảm, dịu dàng và quan tâm tới chúng tôi hơn. Đàn ông nước ngoài cũng coi trọng tình yêu hơn. Tuy thế, nhiều người cho rằng chuyện Việt Kiều về nước tìm tình đã bị thổi phồng quá đáng. Có nhiều quý ông về Việt Nam với mục tiêu thực sự để thăm gia đình hoặc là làm ăn. Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì. Khánh Trần, một giáo viên về hưu ở San Jose nói, tôi vẫn còn khỏe nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng tới mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn được 40 năm nay rồi. Dù thế, vợ ông từ chối cấp visa cho ông, còn tôi là vẫn muốn quay trở lại. Ông nói như vậy. Trong khi đó, ngày càng nhiều người Việt Nam cho rằng người nước ngoài không còn hấp dẫn như trước nữa vì sự xuất hiện của tầng lớp triệu phú mới trong nước. Một số Việt Kiều cũng để lại tiếng xấu vì cư xử như những tay chơi, lừa tình, sau đó mất hút về Mỹ. Đôi khi, chính Việt Kiều lại là người hứng chịu hậu quả. Một vài người đưa cô vợ mới cưới về Mỹ mới vỡ lẽ ra rằng các cô tưởng tượng vào một cuộc sống giàu có hơn, kết cục là mâu thuẫn nổ ra và họ phải ly dị. Đàn ông Việt Kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm. Mỹ Hạnh, 31 tuổi ở San Jose nói như vậy. Những người như cô cũng không ham muốn trở về nước. Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như là trở củi về rừng vậy.
Người phụ nữ kéo chồng ngoại tình ra khỏi vũng bùn để sửa sai sẽ đáng trân trọng hơn nhiều so với việc chỉ trích, chửi rủa chồng và đâm đơn ly hôn. Dương Quỳnh Tâm là một Facebooker được cộng đồng mạng yêu thích và có rất nhiều lượt theo dõi. Chị thường viết những bài chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm mà chị tích lũy được trong suốt những năm qua. Những chia sẻ của chị thường xuyên nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đặc biệt là nghệ thuật giữ chồng. Mới đây, một chia sẻ về vấn đề này của chị được đăng trên trang cá nhân và ngay lập tức đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Chị viết rằng ngày nào vào Facebook cũng thấy mấy cái vụ đánh ghen với bóc phốt chồng cặp bồ đến nản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lo lắng phết, vì thực ra là cuộc sống có quá nhiều cám dỗ cho những ông chồng. Đầu tiên là phải kể đến mấy đồng nghiệp cùng cơ quan này, cùng chi nhánh này, đối tác này. Ngày thường thì mượn cớ công việc để nhờ vả, à ơi nhau thỉnh thoảng có dịp cơ quan tổ chức gì đó, lại là ăn mặc súng xính, ỏng nghẹo, mượn rượu đưa tỉnh. Rồi cái gì đến lại chẳng đến, ăn vụng công sở buổi trưa, giờ đang là mốt mà. Vợ ở nhà thì cứ đinh ninh anh chồng mình đi về đúng giờ, ngoan ngoãn thế. Thứ hai là phải kể đến mấy nhân tình cũ, người yêu cũ, thỉnh thoảng cứ lại phải nhắn tin hỏi thăm nhau thì mới yên lòng. Vợ mà biết mà léo nhéo lại cáu kỉnh vùng vằng, làm bạn bè rồi có cái gì với nhau nữa đâu. À ừ, bạn bè rồi cơ đấy. Bạn bè gì mà cứ nhân lúc vợ chồng người ta dỗi nhau là nhảy vào giả vờ động viên các kiểu, rồi đúng lúc thằng chồng đang chán thì nó lại rủ đi tâm sự, chia sẻ. Thứ ba là mấy người bạn chả thấy khuyên bảo gì nhau, chỉ suốt ngày rủ đi nhậu nhẹt, bia rượu, rồi tăng hai, tăng ba. Thỉnh thoảng nhắn tin chia sẻ số mấy con hàng, rồi lôi kéo nhau đi chơi gái, kinh tởm không chịu được. Thứ tư là mấy con thích la liếm trên Facebook, thấy chồng người ta cũng ngon lành là tìm cách like với comment gây sự chú ý ngay. Thậm chí là còn nhắn tin inbox luôn mới hãm. Đông đưa, à ơi đến nơi đến chốn, thỉnh thoảng lại thả thính, đêm nay ai đưa em về, ăn một mình cô đơn quá, các kiểu, vân vân. Thứ năm là mấy con ở chỗ tập gym thì ít mà tìm cơ hội tập thì nhiều. Cô trai ở chỗ tập gym được cách nhiều anh body đẹp, nhà lại có điều kiện nên mấy em này ra sức ăn mặc sexy, hở đùi, hở ngực các kiểu. Các anh nhìn thấy chịu sao nổi, rồi bắt sóng nhau, làm quen, làm thân rồi chẳng mấy chốc mà lại làm tình. Bất chấp các anh đã có vợ, các em bám cứ gọi là dai hơn đẻ. Thứ sáu là mấy con tên là bạn thân đấy, chị em trên bốn dưới thuyền, quý nhau tưởng chết, đi đâu cũng có nhau, cứu mang ơn nghĩa cho nhau. Thế rồi đừng ngạc nhiên khi một ngày con bạn thân nó đóng phim con heo với chồng mình, thậm chí chính nó là thủ phạm của mọi vụ cãi nhau của hai vợ chồng, gây chia rẽ các kiểu mà mình không biết. Trước mặt thì vẫn chị em ngọt như nước đường. Thứ bảy là mấy ô xin trẻ trẻ, đầu tiên mấy ô xin ấy lúc mới từ quê ra thì đen đen bẩn bẩn, nuôi cho con ăn trắng mặc trơn, đỏ da thắm thịt, rồi lại quay ngoắt lại đong đưa ông chồng. Mà có khi là chính mấy ông chồng nhìn cái bọn đang tuổi xuân mơn mởn này lại trẻ lên cơn nắng, cả nó xấu nhưng mà nó trẻ, đỏ da thắm thịt là hơn con vợ già rồi, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, hận chưa. Thứ tám là bọn tiếp viên nhà hàng, thôi bọn này thì khỏi nói rồi, không vơ đũa cả nắm đâu. Vì không phải tiếp viên nào cũng xấu, nhưng lắm con cứ gặp anh nào khách sộp là bám cho bằng được. Biết bao gia đình tan vỡ vì mấy tiếp viên này. Chúng nó còn giở trò ghen ngược với vợ mới láo chứ. Nó chỉ thả con mồi khi thấy đã hết giá trị lợi dụng thôi. Đó mới đếm sơ sơ có từng ấy cám dỡ rồi. Cho nên là cứ bảo giữ chồng thì phải nghệ thuật này, nghệ thuật nọ. Gặp mấy con quái thai như kia thì có mà giữ vào mắt. Sợ lắm, đời không như mơ và rất lắm bất ngờ, lo ra phết. Trong một bài viết khác, chị chia sẻ đàn ông dù có đàng hoàng đến đâu mà gặp phải những con yêu quái răng bẫy thì cũng khó mà nói trước điều gì. Nếu chẳng may phát hiện chồng ngoại tình thì nên bình tĩnh, tìm hiểu nguyên do chứ đừng làm ầm ĩ lên vội. Người phụ nữ kéo chồng ra khỏi vũng bùn để sửa sai sẽ đáng trân trọng hơn nhiều so với việc chỉ trích, chửi rủa chồng và đâm đơn ly hôn. Hôn nhân không phải là chuyện một sớm một chiều để mà thích là bỏ. Nếu người ta thực sự hối lỗi thì nên cho họ một cơ hội. Còn thằng nào lăng nhăng quá thì cho nó té luôn đi, khỏi nghĩ nhiều. Những dòng chia sẻ của chị Quỳnh Tâm nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhiều mẹ bỉm sữa cùng tâm trạng. Nhiều bình luận chia sẻ thêm. Với nickname là Thanh Lưu bày tỏ, em nói toàn là đúng hết, giống như nói dùng suy nghĩ của chị em phụ nữ vậy. Chị cũng nghĩ như em mà không nói ra được.
cảm ơn em gái xinh đẹp, cảm phục em rồi và nữa đấy. Một người khác nói rằng thích quan điểm của chị này quá, xã hội bây giờ lắm cạm bẫy với cả cám dỗ chị ạ, chỉ có phụ nữ chúng ta là khổ thôi. Trong khi đó, một đấng mà râu lại chia sẻ, quan trọng không phải là bản lĩnh người đàn ông mà là ở cách giữ chồng. Vì đơn giản chia tay rồi thì người khổ hơn vẫn là phụ nữ. Đàn ông là một sinh vật sống rất bản năng. Những thứ càng khó để có được, càng khó nắm bắt, họ càng cố gắng để đạt được và sẽ trân trọng nó. Có những người vợ tận tụy lao đao cả đời vì chồng, hy sinh cực khổ, chăm lo chu toàn tất cả mọi thứ, nhưng cái họ nhận được về những về cũng chỉ là sự thờ ơ, sao lãng và tình cảm ngày một phai nhạt của chồng. Những người vợ đó họ không sai, cũng chỉ bởi bản năng làm vợ làm mẹ khiến cho họ luôn muốn mình phải trở nên thật hoàn hảo. Họ cố gắng sắp xếp mọi chuyện, lèo lái con thuyền gia đình mình theo cách họ cho là tốt nhất. Nhưng bạn có hiểu rằng phụ nữ có thiên chức của mình thì đàn ông họ cũng có trách nhiệm trở thành trụ cột trong gia đình không? Khi người phụ nữ tỏ ra quá mạnh mẽ, thông minh và hoàn hảo, vô hình chung họ biến chồng mình thành những người đàn ông nhu nhược, không có vai vế trong gia đình. Những người chồng không còn quan trọng này dần già sinh ra thói ỷ lại, vì tất cả mọi thứ đều sẵn có và đều được vợ sắp đặt cả rồi. Người đàn ông có lòng tự trọng thì sẽ cảm thấy rất không thoải mái, chán nản, vân vân. Gia đình bắt đầu nảy sinh những xích mích, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, xa cách cũng chỉ vì vợ quá chu toàn. Cái chúng ta muốn nói đến ở đây không phải về việc ai yếu thế hơn ai, ai là người chủ gia đình, nhưng căn bản là mỗi giới tính sinh ra đều có những quan điểm mạnh và điểm yếu để bổ sung cho nhau. Con thuyền gia đình này cần cả hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực chèo chống. Vậy nên những người vợ xin đừng tước đi cái quyền và trách nhiệm của người bạn đồng hành của mình nữa. Một chuyên gia tâm lý đã từng nói, nếu cho đàn ông được lựa chọn, họ thà chọn được sự tôn trọng là được yêu thương. Hay nói cách khác, đàn ông sẽ cảm thấy gắn kết mạnh mẽ hơn với những người phụ nữ, khiến họ cảm thấy được ngưỡng mộ và tôn trọng giá trị bản thân anh ta. Phụ nữ có thể giỏi giang và mạnh mẽ đến thế nào ở ngoài xã hội cũng được, nhưng khi về nhà làm vợ, đàn ông luôn hy vọng là cô ấy sẽ nép vào ngực mình để được che chở yêu thương. Có thể gọi đó là bản năng anh hùng tồn tại trong tính cách của người đàn ông từ thuở sinh ra, trời định là như thế. Vậy phụ nữ ơi, đừng ôm đồm hết mọi việc trong gia đình rồi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hờn giận khi chồng không giúp đỡ. Bạn là người phải tạo ra cơ hội để anh ấy được thể hiện điều đó. Đừng ngại chờ chồng giúp đỡ, cho chồng cơ hội được giải cứu bạn. Và khi anh ấy hăm hở giúp, bạn đừng quên tặng chồng một cái ôm nồng nhiệt, một nụ hôn và một lời cảm ơn thật lòng. Nếu chồng có vụng về hậu đậu thì bạn cũng chớ chê bai, giễu cợt, mãi động viên để lần sau anh ấy cố gắng hơn nữa. Bạn đã từng yêu con người anh ấy như thế nào thì hãy tiếp tục trân trọng người đàn ông của mình với những sở thích nam tính như vậy nhé. Anh ta có thể ngồi thao thao bất tuyệt hàng giờ liền về máy móc, thể thao hay nhạc nhẽo. Và hy vọng người bạn đời của mình có thể chia sẻ với mình niềm vui đó. Mà nếu bạn không có hứng thú với những thứ anh ấy thích, ít ra cũng hãy bày tỏ sự tôn trọng. Đừng xem thú vui của chồng là điều vô nghĩa, mất thời gian. Hãy khen ngợi về những điều anh ấy biết, anh ấy hiểu, chứ đừng chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm xấu của chồng mình. Chẳng hạn như chồng bạn có thể là một người không khéo làm việc nhà, nhưng khi nói đến thiên văn vũ trụ thì là cả một trời kiến thức khiến bạn kinh ngạc, lắng nghe say mê. Tìm điểm tốt của chồng mình để ngưỡng mộ và tán dương là một cách giữ tình yêu và hạnh phúc gia đình của những người vợ khôn ngoan. Cuối cùng, phụ nữ đừng cố gồng mình để trở thành một người vợ hoàn hảo, một người luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh ấy, một người luôn cho anh ấy một tình yêu vô điều kiện. Hãy cho chồng được trở thành người hùng của riêng bạn. Là đàn ông, ai chẳng có những phút sao lòng bên ngoài, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc đó tôi không làm chủ được bản thân, cứ tự đi theo tiếng gọi của bản năng. Hiện tôi đang làm phó giám đốc xuất nhập khẩu của một công ty lớn, lương tháng khá cao, nên tôi đề nghị vợ nghỉ dạy ở nhà chăm con nội trợ cho đỡ vất vả và chu đáo hơn. Lúc đầu em cứng rắn không chịu, sau thấy tôi làm căng quá nên cũng chịu. Thời gian ở nhà em dành hết để chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa và đọc sách. Khi vợ mới nghỉ việc, tôi thấy mình thật mạnh mẽ, có thể lo chu toàn cho vợ con, không để vợ mình phải khổ sở kiếm tiền bên ngoài.
Thế nhưng dần dần tôi lại thấy chán khi ngày nào cũng chỉ thấy vợ mặc những bộ đồ ở nhà cũ mềm. Đặc biệt sau khi sinh đứa cháu thứ hai, vợ tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Mỗi lần muốn gần gũi vợ, tôi đều phải cố chịu đựng mùi chua chua sữa trên người em. Lâu dần tôi chán không muốn đụng vào vợ nữa. Tôi cũng không còn hứng thú để trưa nào cũng quay về nhà ăn cơm cùng vợ như trước đây. Vì muốn cải thiện tình cảm vợ chồng nên tôi thuê người giúp việc. Vậy và ngay trong ngày đầu tiên đã bị vợ cho là nghỉ. Lý do em đưa ra là hiện tại em đã nghỉ việc, rảnh rang nên chẳng cần tốn thêm tiền thuê người làm nữa. Tôi chán vợ dần. Cùng lúc ấy trong công ty tôi xuất hiện một cô bé nhân viên mới. Cô ta xinh đẹp, trắng trẻo, luôn biết cách trưng diện cơ thể bằng những bộ váy ngắn cũn cỡn. Tôi không biết mình đã sa ngã từ bao giờ, chỉ biết lần đầu tiên tôi phản bội vợ là trong một dịp liên hoan của công ty. Tôi tiếp khách đến say mềm, để rồi khi tỉnh dậy lại thấy cô ta nằm bên cạnh. Tôi đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm để không qua đêm với cô ta lần nữa. Nhưng rồi vì chán vợ, tôi lại phản bội em tiếp. Sau dần thấy vợ chỉ ở nhà chẳng biết gì nên tôi càng ngông nghênh hơn. Tôi còn tự biện hộ là do vợ nên tôi mới hư hỏng. Tôi đã phạm sai lầm lớn như thế đấy. Rồi vợ tôi cũng phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình. Hôm ấy tôi đi chơi với bồ về khuya, phòng khách tối tăm. Tôi còn thầm trách vợ là không chịu bật đèn ngủ lên. Lúc bước đi dò dẫm, tôi giật thót mình khi dẫm lên chân vợ. Vội vã bật đèn lên, tôi thấy em nằm gục dưới nền nhà. Bên cạnh là cả chục vỏ lon bia đã hết sạch. Loay hoay bế vợ vào phòng, thu dọn chiến trường, em nôn ra là đã gần 1 giờ khuya. Tôi còn định sáng mai sẽ dạy cho vợ một bài học. Không ngờ sáng sớm hôm sau, khi đưa con đi học, em đã khóa luôn cửa ngoài khiến tôi không sao ra được. Tôi tức tối gọi cho em hàng chục cuộc. Khi em về, tôi sấn sổ tới đòi đánh em. Đáp lại, em im lặng, ngẩng mặt lên thách thức. Lần đầu tiên tôi thấy vợ mình như thế. Cô ta đã đến tìm tôi, cô ta yêu cầu tôi buông tha anh để con cô ta cho có bố. Nực cười thật. Vậy con tôi thì sao? Tôi sự người lại, tôi chấp nhận ly hôn nếu như anh chịu làm theo tôi một lần. Chỉ cần biết cô ta yêu anh thật lòng, chứ không phải đến với anh vì tiền. Cô ta sẽ hy sinh cho anh giống như tôi từng hy sinh, thì tôi tự nguyện ra đi. Em nói dứt khoát như vậy. Hôm sau tôi làm theo lời vợ. Tôi đến phòng khám tư nhân của một bạn thân rồi nhờ cậu ấy làm một giấy xét nghiệm tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đưa cho cô bồ, tôi nói, nhà đấy, nhà đất, tiền bạc anh đều đưa cho vợ từ lâu hết rồi. Nhưng em mới là hạnh phúc của anh. Hãy ở với anh những ngày cuối đời này nhé. Mặt cô bồ tái mét, rồi cô ta lấy lý do bận việc để ra về. Trước khi đi, cô ta bảo cần kiểm chứng lại tình cảm cô ta dành cho tôi. Có lẽ là cô ta đã ngộ nhận rằng yêu tôi. Cô ta muốn tôi cho cô ta một tuần suy nghĩ. Cô ta nói như vậy đã khiến tôi đủ hiểu là cô ta muốn chạy trốn khỏi tôi. Nói rồi cô ta vội vã bỏ đi. Chưa ấy, tôi về nhà, vợ tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để ngoài cửa. Còn em đang nấu ăn dưới bếp. Nhìn vợ đeo tạp dề, vừa nấu ăn vừa dọn nhà, tôi mới nhận ra mình thật điên rồ, thật ích kỷ. Nhờ vợ tôi đã nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình. Giờ hàng ngày tôi đều về nhà đúng giờ ăn trưa. Tôi cũng chẳng bước chân ra ngoài ban đêm nữa và bắt đầu phụ vợ chuyện nhà cửa. Tôi cảm ơn vợ lắm. Nhờ em tôi mới nhận ra giá trị của cuộc đời mình. Nhờ em tôi mới giữ được mái ấm này. Nhưng thái độ của em với tôi chẳng còn được như xưa. Tôi phải làm sao để níu kéo lại tình cảm của em đây? Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.